Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Attra. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 phiên bản 1.2 CVT, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam bạn nhé, và đăng ký tháng 12 năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này thì siêu lướt luôn vị bạn nhé, vì mới lăn bánh đúng 10.000 km thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, mới thay dầu trong hãng có lần thứ hai thôi. Và chiếc xe này còn bảo hành dài tại hãng luôn vị bạn nhé. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều này, dàn lốp theo xe còn rất là mới, rất là dày luôn nhá. Dàn lốp theo xe này, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ quý bạn ạ. Một chiếc xe có thể nói là đẹp hiếm có trên thị trường các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh đúng 10.000 km thôi, cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua bạn nhé, vì chiếc xe còn bảo hành. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Attra 2022 siêu lướt này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Attra 1.2 CVT 2022 siêu lướt này quý vị các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đã theo dõi video kênh của tôi ấy, thì hôm trước tôi vừa mua tại nhà chủ xe, tôi cũng đã quay một cái video tôi đăng lên cho quý vị và các bạn xem rồi ạ. Để quý vị và các bạn thấy được là nó là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Và cái thứ hai nữa, cái thứ hai là tất cả là nó còn nguyên bản. Tôi quay cho các bạn xem là để thấy được là chiếc xe này nó còn nguyên bản nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cái nước sơn zin của xe là còn nguyên bản rất là nhiều luôn bạn nhé, gần như là 100% sơn zin của xe đây này. Đấy, vì những chiếc xe nhập khẩu thì cái nước sơn nó rất là tốt, cho nên là những chiếc vết xước nhỏ nhẹ là chúng tôi không bao giờ chúng tôi sơn đâu. Về là chúng tôi chỉ có đánh bóng lên một chút thôi các bạn nhé, chứ không sơn lại đâu. Vì cái nước sơn ban đầu của xe, những chiếc xe nhập khẩu là nước sơn rất là tốt luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Nhìn về cái phần đầu bạn thấy đây ạ, từ cụm đèn này, bàn đạp sốc trước này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này, đều rất là mới luôn bạn ạ. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới nhé. Cụm đèn thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, và đặc biệt là rất mới, chưa có bị xước sát, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu bạn nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện, gập điện và tích hợp xi nhan trên gương. Chiếc xe này là gập auto bạn nhé, chỉ việc bấm khóa là gương tự gập. Đấy, và dàn lốp thì treo xe còn rất dày này. Dàn lốp là 2022, xe được sản xuất năm 2022. Dàn lốp thì rất là mới đấy các bạn nhé. Đấy, là răng đúc mặt phay cũng chưa có xước sát gì cả các bạn này. Dàn lốp gần như là mới tinh luôn. Đấy, còn nguyên ta lông còn dày này. Đấy, ta lông còn dày, mới tinh luôn đấy các bạn nhé. Bariton, lốp bariton nó rất là bền. Đấy, đây, đều 2022 này. Lốp sơ cua thì mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Đây, tôi sẽ quay chi tiết cho quý bạn xem cả một cái dàn lốp đều dày mới như này đây. Đết là 22 hết này. Đấy, rất mới luôn, la răng thì chưa có cái la răng nào bị xước bạn nhé. Mới lăn bánh có 10.000 km thôi, cho nên đều rất đẹp này. 22 đây các bạn này, 22 này, đết lốp là 22 hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn rất đẹp, rất là mới luôn. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Và phần sau đây các bạn xem này, toàn bộ từ những cụm đèn này cũng rất là mới này, toàn bộ chữ logo đều rất là mới luôn. Đấy, mới lăn bánh 10.000 thôi, cho nên là rất đẹp. Xe cũng đã được lắp thêm cảm biến lùi rồi bạn nhé. Nguyên bản là chỉ có đầu màn hình camera lùi thôi, thì chiếc xe này thì đã lắp thêm cả cảm biến lùi rồi bạn ạ. Và đặc biệt là ở chiếc xe Attra thì bạn thấy đấy ạ, cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây này, phiên bản này phiên bản số tự động mà cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhé. Có thể nói là tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc, chỉ 5,36 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Trong đô thị chỉ 6,47 lít. Nếu như ngoài đô thị chỉ có 4,71 lít thôi bạn ạ. Đấy, chiếc xe này đang đứng đầu về cái việc là tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé, trong top đầu luôn.
những chiếc xe top đầu tiết kiệm nhiên liệu là đã có tên của chiếc xe Mitsubishi Astra này đây các bạn nhé. Thương hiệu của Nhật Bản cho nên là bao giờ người ta sản xuất, người ta cũng thiết kế, người ta tính tiết kiệm các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Một chiếc xe mới như này đây ạ. Nhìn quanh về bên ngoài là nó chỉ có xước sát nhỏ nhẹ thôi các bạn nhé. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu các bạn ạ. Đấy, nhìn những cái phần sườn này đều rất là đẹp. Chúng tôi mua về là nó có xước sát rất là nhỏ, chúng tôi cũng không sơn lại đâu. Phải nhìn tinh, nhìn gần thì mới thấy được những cái vết xước nhỏ các bạn nhé. Đấy thì rất là đẹp rồi, ngoại thất bên ngoài rất là đẹp rồi quý vị bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Bên ngoài là còn nguyên zin, cho nên bên trong keo chỉ là nguyên zin là đương nhiên rồi. Tôi không quay về phần keo chỉ nữa các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đấy, trải sàn 5D này, bên dưới thì có cả trải sàn da rồi bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì tôi mua về là không phải dọn đâu bạn ạ. Chiếc xe này đúng là không phải dọn luôn. Chúng tôi không dọn như nào để mộc nguyên đâu các bạn nhé. Chỉ có rửa qua lên một chút là tôi quay, tôi đăng lên cho quý vị các bạn xem thôi. Đồng hồ công tơ mét chuẩn luôn đây này. Euro này 10.298 cây. Đấy. Euro chuẩn luôn. Mà cái trần này thì với những chiếc xe mà không chạy dịch vụ thì bạn thấy đấy ạ. Chủ xe không bọc trần này, trần nỉ nguyên luôn bạn nhé. Đấy. Ghế da cao cấp nguyên bản của xe đây ạ. Phiên bản này là phiên bản CVT hay còn gọi là phiên bản số tự động, đã có ghế da cao cấp nguyên bản sẵn rồi bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ quay về cái phần đằng sau này. Táp từ táp bi cánh cửa này cho đến bộ ghế da này đều mới tinh luôn bạn nhé. Chiếc xe này thì chủ xe chạy rất ít rồi cho nên là nó đều rất là mới, bạn xem đấy ạ. Toàn bộ từ những cái phần ghế da đến phần nỉ trần đều rất là đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần bên trong táp lô. Đồng hồ đây, tôi bật cái điện lên nhé. Đấy, đồng hồ này, màn hình xịn này, màn hình xịn theo xe này, có cả logo của hãng này. Đấy, cam hành trình này, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Những cái phần nỉ trần này đều rất là đẹp này, mới tinh. Chiếc xe này thì chúng tôi không có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Để nguyên bản mua như thế nào là tôi quay, tôi chụp như vậy cho quý vị các bạn xem đấy ạ. Tất cả đều rất là mới nhé. Để nguyên cho nó mộc mạc, vì mới lăn bánh có 10.000 thì cũng chưa có gì mà phải chú ý cả. Và ở cái phiên bản Astra này thì xe cũng đã được trang bị là vô lăng bọc da rồi này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, và kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control này. Đấy, đều rất đẹp luôn bạn nhé. Điều hòa tự động, bản này là có điều hòa tự động rồi bạn nhé. Đấy. Chiếc xe này thì tôi mua được của một cái bạn chủ xe là nữ. Bạn nữ rất xinh các bạn ạ. Đấy, cái video hôm trước tôi quay tại nhà ấy, là chủ xe ra làm, tôi làm việc với chủ xe và chủ xe ra dọn đồ và giao xe cho tôi đấy các bạn nhé. Hôm trước tôi có quay. Bạn chủ xe là nữ rất là xinh luôn. Hộ khẩu trên Ba Vì, tôi phải lên tận trên Ba Vì để tôi mua chiếc xe này đấy ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần cốp sau này nhá. Đấy, còn nguyên zin này, xem kỹ về cái đuôi một chút. Ốc nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin này. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu các bạn nhá. Đấy, xem những chiếc xe này thì cái cốp sau này nhìn rất là kỹ được các bạn ạ. Đâm va là biết ngay, ốc còn nguyên zin hết này. Đấy, bên trong này đều nguyên zin này. Đấy, bên trong cái khoang cốp này chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì đâu, tất cả là còn nguyên này. Đấy, còn nguyên, tất cả là nguyên bản và đều rất mới này. Lốp siêu cua đây các bạn này, lốp siêu cua mới tinh chưa hạ nhé. Vẫn còn cái vạch sơn của lốp này, vạch sơn của mặt lốp này. Đấy. Và ở cái phiên bản đời 2022 này thì kể cả bản CVT như chiếc xe này cũng đã được trang bị la răng đúc mặt phay luôn các bạn nhé. Giống như bốn quả kia. Đấy, chứ đời 21 bản CVT là chưa có lốp to đâu nhé. Vẫn lốp nhỏ, lốp siêu cua nhỏ. Đây, bản này thì có lốp to rồi này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, biển Hà Nội đúng các bạn nhé. Đây, 30K Hà Nội này. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị cùng xem. Cũng toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến những cái bậc cửa này, nội thất này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì đâu. Chiếc xe này là chúng tôi mà chưa dọn tí nào nhé. Đấy, đều rất là đẹp này. Từ những cái phần nỉ trần này đến những cái phần ghế da này cho đến những phần sàn đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, từ táp bi cánh cửa này, cái này là nguyên zin hết rồi bạn nhé, cam kết với các bạn là nguyên zin này. Từ táp bi, táp lô, vô lăng cần số này, đấy, tay phanh này đều mới luôn các bạn ạ. Lăn bánh đúng 10.000 cho nên là quý vị và các bạn yên tâm là nó gần như một chiếc xe mới. Nếu như bây giờ quý vị các bạn mua một chiếc xe mới về thì chạy vài bữa là nó cũng sẽ như thế này thôi.
Đấy, mà mua chiếc xe này là quý vị các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền các bạn nhé. So với chiếc xe mới là quý vị các bạn tiết kiệm được cho gia đình được kha khá tiền đấy ạ. Đấy, và rất là đẹp rồi. Chủ xe cũng làm cả sàn da này, sàn 4D này, 5D này, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đều rất là đẹp rồi các bạn ạ. Toàn bộ ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Astra 2022 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số CVT hay còn gọi là hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và tất cả là còn nguyên zin đây này. Ốc còn nguyên zin hết các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chưa có một con ốc nào mở này. Và chiếc xe này là chúng tôi còn không dọn các bạn nhé. Đây, những cái vết bẩn này còn không dọn này. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi chưa có dọn dẹp như nào đâu, để cho nó mộc. Vì chiếc xe này mới lăn bánh đúng 10.000 km thôi, cho nên là nó không khác gì một chiếc xe mới. Tôi sẽ để nguyên và không dọn cho nó mộc mạc bạn nhé. Nhiều người là thích xe để sạch đẹp, sạch sẽ, bóng bẩy, nhưng mà cũng có người lại thích sự mộc mạc. Nói thật với quý vị các bạn, nếu như bóng bẩy là chúng ta phải dọn dẹp thì phải đưa vào những cái chất tẩy rửa nó mới sạch sẽ đẹp đẽ được. Nhưng mà như tẩy rửa nhiều vào nó sẽ không tốt cho động cơ đâu các bạn nhé. Để mộc mạc là tốt nhất, những người nào mà thích mộc mạc đấy mới là chuẩn các bạn nhé. Đấy, và còn nguyên bản này, những cái phần xương này, tất cả những con ốc đây đều nguyên, chưa có một con ốc nào bị tháo trong khoang động cơ này. Đấy, ốc tai, ốc cabo này, keo chỉ cabo này còn nguyên zin hết luôn bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn này bạn nhé. Cam kết với quý bạn là nguyên zin hết. Không những chúng tôi cam kết với quý vị các bạn mà chiếc xe này còn bảo hành tại hãng, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Astra sản xuất năm 2022, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký tháng 12 năm 2022 và lăn bánh đúng 10.000 km, siêu lướt luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả nguyên bản hết luôn. Nguyên bản cả xe, nguyên zin cả xe. Và không những chúng tôi cam kết mà chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Astra 2022 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.